cái gì miền Tây sông nước dựa vào cái hồ Bán Nguyệt này nè anh chị. Bún bò Huế, bún nước lèo, gỏi cuốn, bún riêu. Chúc chị mua bay bán đắt nha. Đó. Xin đi đón xin chào anh chị và các bạn. Sáng hôm nay vào ngày 28 tháng 1 2021, Sunny đang đứng ở công viên Ánh Sao, khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7. Thì thường thường chuẩn bị xuân về thì trên con đường công viên Ánh Sao, cầu Ánh Sao thì có một cái đường hoa nó khoe sắc, nó không thua kém gì so với đường hoa Nguyễn Huệ. Và hôm nay thì nó cũng còn sớm, nhưng mà Sunny cũng muốn cập nhật gửi anh chị coi cái không khí trang trí của con đường hoa này như thế nào để gửi tới anh chị và các bạn. Có thể là anh chị bắt đầu cái ngày mà đưa ông Táo về trời đó, ngày 23, thì anh chị qua đây thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà Sunny thì đi công việc sẵn tiện thì cũng muốn ghi lại những hình ảnh này để coi chủ đề năm nay của con đường hoa Phú Mỹ Hưng nó như thế nào thôi. Gửi anh chị và các bạn sẵn tiện thì cũng muốn đi lang thang khu vực này, lâu quá thì cũng không có đi cầu Ánh Sao, con đường Ánh Sao, hồ Bán Nguyệt trước mặt anh chị. Gửi tới anh chị hình ảnh của Sài Gòn ngày nay trên khu vực quận 7, mà xưa kia đó là một cái khu đất đầm lầy, nhưng mà ngày hôm nay thì anh chị thấy nó hoàn toàn đổi khác. Đối với công viên này thì vào chơi thoải mái tự do anh chị. Tất nhiên là người ta có một vài nội quy, nhưng không được xả rác nè, không được dẫn chó vào đây. Nếu chúng ta dẫn thì cũng được anh chị, nhưng mà muốn giữ gìn vệ sinh đó anh chị, nên người ta cũng hạn chế có những cái bảng nội quy vân vân. Và chúng ta cùng nhau đi nha anh chị ha. Khu vực này được ví là khu nhà giàu của Sài Gòn. Đối với những thay đổi của Sài Gòn ngày hôm nay thì tầng quận 1 thì có những cái khu vực được giải tỏa đền bù rồi làm cái cơ sở hạ tầng rất là đẹp. Bình Tân, Tên Lửa, Vành Đai Trong, quận 7, Phú Mỹ Hưng, Bình Thạnh thì có Wincom Central Park Landmark 81, quận 6 thì có Bình Phú, vân vân và vân vân. Rồi chúng ta sẽ đi con đường cái cầu Ánh Sao anh chị ha. Buổi tối thì ở đây rất là đẹp, nó có những cái dây đèn nó dạ dưới bờ hồ. Bên kia thì người ta ngăn lại anh chị, để cho hội rác lục bình vào đó. Cái hồ ở đây thì có một cái chiếc ghe. Sunny rất là thích ngắm những chiếc ghe như thế này. Đi anh chị ha. Đó, con đường thì anh chị thấy có một vài tín hiệu. Những cái tòa nhà phía trước mặt anh chị đó là văn phòng cho thuê. Rồi ở dưới có những cái nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi vân vân. Vùng đất đầm lầy năm xưa giáp lại Phú Xuân Nhà Bè, bây giờ nó thay đổi rất là nhiều.
dạo này thì đối với dân Sài Gòn thì có một cái thú vui tao nhã. Mọi người thì ra đây chụp hình anh chị. Người ta có cái ống tê lê thật là lớn. Sau đó thì chụp những đàn cò bắt cá. Một thú vui cũng rất là hay. Đến lúc nào Sunny cũng phải có một cái thú vui này. Ngồi đồng cả tiếng đồng hồ để canh. Sunny chỉ cập nhật một vài hình ảnh thôi anh chị ha. Nói chung là đi lang thang với Sunny để coi khu vực này như thế nào thôi. Ở đây con đường rất là đẹp anh chị. Nhẹ nhàng, thoải mái, từng bước một. Đối với đường hoa cầu Ánh Sao, quận 7 thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn anh chị so với đường hoa Nguyễn Huệ. Nhẹ nhàng hơn. Vào đây thì nó có những cái trang trí vài năm rồi Sunny cũng đã cập nhật. Nó nghiêng về cái gì miền Tây sông nước dựa vào cái hồ Bán Nguyệt này nè anh chị. Ở đây mà cho bay lai cam thì hay quá. Đối với anh chị cũng vài người cũng hỏi Sunny sao tại sao không bay lai cam. Thì đối với luật thì không cấm, mọi lần bay và phải xin phép báo cáo về tọa độ bay trong vòng sự kiện đó, ví dụ như một tiếng, tọa độ ở đâu, mỗi lần xin phép là mười mấy triệu Việt Nam đồng. Nên chính vậy nó rất là tốn kém cho vấn đề cái đề tài lang thang đường phố như thế này. Trước mặt anh chị đó là nó có những cái cổng với cái màu đỏ thắm, với cái nét như thế này thì anh chị cũng đoán là nó hơi hơi một tí gì đó Hàn Quốc, Nhật Bản anh chị ha. Bắt đầu người ta làm rồi. Nếu mà chắc ăn nhất là anh chị ghé nơi đây thì anh chị ngày đưa ông Táo về chợ 23 thì chợ về Tết thì nó hay hơn. Sunny thì đi dạo thì muốn cập nhật cho anh chị. Khi nào có thì Sunny sẽ cập nhật gửi anh chị sau. Xa xa đằng kia nữa. Đối với những tiểu cảnh năm trước đó, là nó có những cái chuyện thuyền hoa, cánh đồng lúa chín, hoa cải vàng lay trong gió, rồi những cái đống rơm, đống rạ thiết kế là những cái mái nhà xưa. Đang làm, ở đây đang làm. Hàng năm cứ đến xuân về thì khu dân cư Phú Mỹ Hưng này họ có một cái thú vui là tổ chức cuộc thi hoa lan. Những cái giò hoa rất là đẹp nở rộ trong ánh nắng xuân, và nơi đây là cái nơi trưng bày những cái giải mà đặc điểm. Nó kéo dài lắm anh chị. Tất nhiên là Sunny không đi hết đâu, kéo dài qua tới bên kia lực.
đây là những cái mô hình. Cái này là giống như cùng một cái mái nhà dân gian. Bây giờ thì chỉ mới hoàn thành chút xíu xíu thôi, khung sườn. Ở đây thì có những cái kết cấu hoa văn, hơi một tí dáng dấp gì cung đình của cung đình Huế ở đây nữa. Đằng kia thì cũng có hội chợ. Sunny sẽ mang theo hội chợ coi nó sẽ buôn bán gì anh chị ha. Cái này giống như cái cổng cung đình với những họa tiết là rồng uốn lượn. Con đường thật dài anh chị, người ta cũng đang làm một tí gì đó lang thang. Con đường này thì mang tên là Tôn Dật Tiên. Tôn Dật Tiên thì anh chị có gì ghé con đường sệt Hồ Bán Nguyệt, Cầu Ánh Sao hoặc là Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, quận 7 thì sẽ ra khu vực này, anh chị sẽ ghé. Đối với những cái khu vực này thì anh chị thấy nó cũng rất là vắng vẻ. Ngày trước thì xin đi thì đi thấy cũng đông lắm, nhưng bữa nay thì anh chị thấy vắng. Thôi, một tí gì đó, con đường hoa ở Phú Mỹ Hưng rồi anh chị. Tất nhiên thì tất nhiên là nó chỉ là một mang hình thức là đi dạo là chính, chưa có gì. Trước mặt anh chúng ta sẽ thấy sắc mai vàng, những đèn lồng đỏ, đó là cái khu vực hội chợ. Và trước mặt cái khuôn viên phía trước mặt anh chị, cứ mỗi dịp Tết thì người ta buôn bán cây kiểng, người ta đổ những xe tải rất là dài, rất là lớn, những cái chậu kiểng cả trăm triệu xuống đây. Đây, cái khuôn viên phía trước. Khu vực Phú Mỹ Hưng này hình thành thì cũng được 20 năm hơn rồi anh chị, nên hệ thống cây xanh thì nó sẽ mát mẻ hơn so với những cái khu vực mới bây giờ. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái khu hội chợ nha anh chị ha, chợ Tết nè. Bàn ghế mua bán bún quê tôi. Đây là sân khấu. Đó, nhìn cái thiết kế mây che lá, bún bò Huế, bún nước lèo, gỏi cuốn, bún riêu, bún nem nướng, bún mắm, bánh canh cua, giò, gỏi Thái, vân vân. Đó, mặc ăn mặc theo người nông dân ở miền Tây luôn. Những cái trái này bằng trái bằng nhựa nha anh chị ha, bằng mũ đó.
Đổi Đu Đủ, Đâm Kiều Thái, cái chày quá lớn. Thì nơi đây thì thường thường là bán quần áo. Một điều rất là vui anh chị, như những cái video clip về lang thang đường phố của Sinh Ly á, thì thấy cái việc mà buôn bán thời trang thì hình như dễ buôn bán quá, hình như con đường nào cũng trở thành phố thời trang. Tất nhiên là cũng có những con đường nổi, nhưng mà rất là khó kinh doanh. Nhu cầu về thời trang thì mỗi người mỗi khác. Tất nhiên là đối với cái dịch cúm này nhiều người cũng có nhu cầu, nhưng mà kinh doanh dễ quá, thế là ai cũng mua bán thời trang. Chính vậy cùng nhau vắng khách, nên những cái shop thời trang thì họ dựa vào những cái chợ Tết như thế này nè, họ thuê địa điểm để buôn bán. Bây giờ chúng ta sẽ đi nha, đi một vòng. Mộng Uyển xem tướng. Thấy tập riêng với mấy bạn. Quần đen là 149, cái áo xanh xanh là 199. Chục ngàn quần Thái. Tối nó sáng rực rồi. Không sáng mà bật lên một cái là sáng rực, bật một cái là nó tối luôn. Áo trắng là 85.000 đó. Ngoài ra thì có cái thiệp Tết với nhiều đủ loại kích cỡ, đủ loại họa tiết. Dạ không mua t-shirt. Không mua t-shirt. Đó, đây bán bánh kẹo, bánh mứt ít. Đó, không phải. Chúc chị mua bay bán đắt nha. Đó. Dầu thơm. Nờ với nhiều loại sắc màu khác nhau. Ê, Kiều cứ nói là mày qua cầu anh sao? Đây là quầy mặt kiến. Bên đây là quầy ẩm thực với nhiều món khác nhau. Đây là những cành hoa đào giả. Thank you.
Sunny thì cũng rất là vui thực hiện cái clip này. Chúng ta sẽ đi cầu Quảng Sao để coi cái tín hiệu về con đường hoa ở Phú Mỹ Hưng như thế nào. Sẵn tiện cũng muốn giới thiệu anh chị một vài cái nét hội chợ Tết ở khu vực Phú Mỹ Hưng này. Thì đối với khu vực chợ này, vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ đi đường hoa Phú Mỹ Hưng, rồi sau ra đây thì mua một cái món đồ lưu niệm nào đó hoặc ăn một cái món nào đó ở hội chợ này. Hội chợ Tết này có tên là chợ Ba Tư, thì không biết như thế nào gọi là Ba Tư. Thì Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Hy vọng rằng anh chị vui cùng lang thang với Sunny, và kính chúc anh chị có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Sunny thân ái mến chào anh chị nhé. Hẹn gặp lại anh chị trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny Đòn. Bye bye anh chị, hẹn gặp lại. Bye bye.